Rồi, xin chào anh chị. Hôm nay em đến đây em muốn giới thiệu đến cho anh chị một lô đất trên con đường này luôn. Cái hướng em vừa quay nè anh chị là cái hướng về quốc lộ 50. Cách tầm 2 cây số là ra quốc lộ 50 anh chị. Rồi còn cái hướng về đây. Hướng ra đây là hướng về Long Bình. Hướng này là hướng về Long Bình anh chị. Hướng về Long Bình, về kinh 14, cầu kinh 14 nha. Về Bình Ninh cũng được, cống vòng vòng cũng được, về Bia Công Thù cũng được anh chị. Hướng về chợ gạo cũng được, là hướng này. Em muốn giới thiệu đến cho anh chị một lô đất này nè anh chị. Lô đất này nó nằm trên mặt tiền trên con đường này luôn. Con đường này bề ngang là 6 mét anh chị, đường lớn đây nè. Nó có một cái con đường nhỏ nữa, đường nhỏ đi vô nhà người ta nữa anh chị. Coi như miếng đất này một mặt tiền lớn với một cái con đường mé hông của căn nhà mình nữa. Đây em vô em quay sơ cái miếng đất này rồi em đọc cái địa chỉ cho anh chị xem nha. Miếng đất này ra tới về sau luôn nè anh chị. Bề sâu của nó vô là 40 mét nha, vô tới trong đây luôn. Vô tới cái dừa nha anh chị, bề sau cái dừa nè, có mấy cái cọc nha anh chị. Đây là cái cọc, ở đây có cọc hết rồi. Rồi đây cái cọc bên đây, cái cọc phía trước đó anh chị. Là miếng đất này á, để em đọc cái địa chỉ nha. Ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Bên em còn duy nhất một nền này nha anh chị, một lô này. Giá bán của lô này là 650 triệu. Đất này hai mặt tiền nha anh chị, mặt tiền mấy hông em đang đi nè, rồi với một cái mặt tiền ngoài trước nữa. Cái này cách một km là tới trường trường chợ nha anh chị, trường chợ ở sát bên luôn. Đây, em quay sơ cho anh chị xem nha. Đất này có 100 mét thổ cư nha anh chị. Tổng diện tích của nó là 234 mét. Có 100 mét thổ cư. Đây em quay tổng quát khu này cho anh chị xem nha. Em nhắc lại cái địa chỉ nha anh chị. Ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Miếng đất bề ngang 5m8, bề dài 40m, có 100m thổ cư. Tổng diện tích là của nó là 234m. Giá bán của lô đất này là 650 triệu nha anh chị. Hướng này là về Long Bình nè, Gò Công Tây nè, lên chợ gạo, Bình Ninh, cống vòng vòng. Là cái hướng này. Hướng này có xe buýt nữa anh chị. Xe buýt số mấy? Cái này không phải là xe buýt, cái này là xe đưa rước công nhân. Hướng này về quốc lộ 50 nè anh chị. Chạy cả tầm cây số là tới trường học, tới ủy ban xã. Là hướng này. Cái hướng này là xe, hai chiếc xe tải lớn chạy là Vivo luôn á anh chị, chạy đối đầu là không né luôn á. Đây em muốn bán cái lô đất này nè anh chị, 650 triệu. Anh chị nào cần thì em cho thương lượng gặp chính chủ nha.
Bề ngang 58, bề sâu vô 2, bề sâu vô 40 mét chứ. Em xin lỗi anh chị. Sâu 40 mét có 100 mét thổ cư. Giá bán 650 triệu. Thương lượng chính chủ nha anh chị. Một hướng là quốc lộ 50, một hướng về Long Bình. Về chợ gạo, Bình Ninh chợ gạo, về cống vòng vòng. Tổng diện tích của lô đất này là 234 mét nha. Đất này đất hướng đông. Rồi bây giờ em quay sơ sơ khu vực này có gì cho anh chị xem nha. Khu vực này cũng có nhà cửa đông lắm anh chị. Rồi đến đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em cho gặp trực tiếp chủ để thương lượng với chủ nha. Xin chào anh chị.